Xin chào cả nhà, hôm nay mình vô nhà bếp làm gỏi lôi tay heo. Nhưng liệu mình có cà rốt, trái xài, hai giá ớt đỏ ngọt, hai củ hành tím nhỏ và một củ gừng, là chanh với lại ngó sen, có đậu phộng với hành phi. Nhưng bây giờ mình em có hai lôi tay heo nên em đi rửa. Giờ mình bỏ muối vô mình chà cho nó sạch lại. Giờ củ rừng với lại củ hành á, mình xắt lát ra bỏ vô nước á, cho nó thơm. Giờ mình bỏ củ rừng với lại củ hành vô trong nước luôn với muối nữa để mình luộc thịt á, cho nó thơm và ngon. Chính như là luộc cỡ 15 phút à, khi mà chín rồi á, mình vớt ra rồi mình bỏ cho cái khao với nước đá đó cho nó giữ độ giòn lại. Giờ mình đi bào cà rốt với xài, xong mình đi rửa lại cho nó sạch. Giờ mình đi xắt cà rốt cho miếng mỏng ra. Giờ mình đi xắt xài luôn, xài này rất là giòn. Ngó sen giờ mình đi ngâm với giấm với đường ha. Giấm là mình cho một muỗng canh ha. Đường thì mình cho 2 muỗng cà phê đường ha. Mình trộn lên cho đều xong rồi mình bỏ cà rốt vào leo luôn. Mình trộn nó lại, xong mình để nó cỡ 15 phút á. Mình xắt có hành mỏng, mình bỏ chung với nước đá nữa để cho nó giữ độ giòn mà nó không có nồng á. Rau găm dưa huế húng lủi bằng ngò, giờ mình xắt ra nhỏ nhỏ và nên chút nữa mình trộn dưới gỏi. Giờ mình cắt chanh ra chút nữa mình làm nước mắm. Mình xắt ớt với tỏi để mình làm nước mắm. Giờ mình cho 2 muỗng đường cát. Muỗng nước mắm. Nước mắm là mình xài hiệu ba con cua, nó rất là thơm mà ngon nữa. Với 2 muỗng nước lọc. Với 1 muỗng chanh rồi mình quậy lên cho đều rồi mình thử coi vừa ăn có thiếu cái gì mình chưa nha. Mình vớt quả hành ra để cho nó ráo. Mình cắt lỗ tay heo ra rồi mình thái cho nó mỏng hay là mỏng rồi hồi mình bóp gỏi á, nó khấm cái gia vị vô nó mới ngon. Giờ mình chan nước mắm vô rồi mình bóp nó cho nó coi cái vừa ăn chưa. Gỏi này anh kèm với bánh tráng phồng không? Chan vô. Mình ăn thử coi sao. Ngon lắm. Chua chua, cay cay, giòn giòn. Xài nó khôm, nó mới chua, chứ mà chua, giòn. Mời cả nhà ăn với mình món gỏi tay heo nha. Lần đầu tiên làm nữa. Mình không biết làm nó, lần đầu tiên làm thử ăn thử ra sao. Rất là ngon.